Đây là ngày thứ hai Hương ở Denver thì gia đình Hương chuẩn bị lên núi tuyết chơi đó, cho nên là sẽ ghé lại chợ mua vài con lobster đem lên trên đó để mình hấp ăn. Thì lobster ở đây nó bán là 1 pound là 24 đồng 99 nha cả nhà, 1 pound là 24 đồng 99. Thì để coi thử coi mình mua tổng cộng là bao nhiêu pound nha. Thì cái cô bán hàng này cũng nói là gần 14 pound, là nó 12 13 pound 2 2 250 gì đó. Thì coi như gần 10 13 10 gần 13 pound rưỡi. Thì cả nhà biết hôm con lobster này cái càng nó to lắm, thì tổng cộng như vậy là cũng là 300 mấy đô đó cả nhà. 5 con lobster 300 mấy đô. Thì bây giờ thì gia đình mình sẽ chất đồ lên trên xe và chuẩn bị đi núi tuyết. Thì trước khi mà đi á, thì tụi mình sẽ ghé lại một cái quán trà sữa, nó tên là Kung Fu Tea. Thì vào đây thì sẽ mua 6 ly cho 6 người. Thì Hương uống cái ly xoài, tại vì Hương thích cái Hương không có uống được trà, cho nên là Hương sẽ uống cái hương vị xoài, nó giống như là sinh tố xoài vậy đó cả nhà, mà nó bỏ mấy cái hạt trân châu vào. Thì đây gia đình mình đang order nhờ những cái món nước uống như thế này để mà lên xe ngồi uống đó cả nhà. Từ đây mình chạy đến núi tuyết, thì Hương nghĩ là từ đây mà về tới nhà để đón thêm 2 người kia nữa, chắc Hương uống hết cái ly này rồi chứ không có cần đợi tới núi tuyết đâu cả nhà ơi. Tại vì ở trong cái thành phố chỗ nhà Hương ở thì nó bán rất là nhiều, còn ở đây thì phải lái xe đi cũng hơi hơi xa, cho nên là hổm rời qua là được 2 ngày rồi, cũng thèm cũng muốn uống lắm. Đây thì người cháu mình hỏi là cái sugar như thế nào, là đường như thế nào, thì Hương nói rằng là bỏ khoảng chừng 50 percent thôi, nó có nghĩa là phân nửa đường thôi chứ không có bỏ hết 100% đường giống như người ta pha chế đó cả nhà. Rồi xong, đây là những cái ly mà gia đình mình order ha. Rồi bây giờ thì gia đình mình sẽ ra xe và đi về thôi cả nhà ơi. Đón thêm đón em bé và 2 người nữa ở nhà, rồi sau đó thì chuẩn bị sẽ lên núi tuyết chơi. Đây là ly xoài của Hương đây cả nhà, rất là ngon luôn, trời thì nóng mà uống cái ly này vô là cực kỳ ngon luôn cả nhà. Rồi, bây giờ cả nhà mình đi đâu đây? Đi đâu đây không biết nữa. Chỉ con Linh biết thôi, Linh ơi. Con không biết luôn. Con không biết luôn. Con không biết vậy thì tay lấy lụa biết. Mình chỉ biết là ok, đi lên núi. Rồi đi cabin. Đấy là cả nhà nhảy lên xe lên thôi. Cũng không biết cái núi đó ở đâu và như thế nào hết. Cho nên là đi thôi. Trên xe đây. Đây cả nhà, nhìn thấy nguyên một cái cục này tưởng đâu là xi măng với đất, nhưng mà thật sự ra không phải, đó là tuyết đó cả nhà. Khi mà nó tan ra rồi bụi bặm mà nó dơ như vậy đó, nhìn thấy ghê cả nhà ha.
Rồi, đây là cái con đường mà đi vào cái cabin của gia đình mình mà mướn ở vài ngày để chơi đó cả nhà. Đây thì bây giờ mình sẽ quẹo vào trong cái cabin của mình, thì đây là cái nhà mà mình thuê á, để ở đó vài ngày. Thì nó rất là đẹp cả nhà. Đa số là ở trong đây nó xây dựng là những cái cabin này nó xây xa xa mới có một cái chứ không có gần nhau cả nhà. Rồi, bây giờ thì mình sẽ quẹo vào trong cái cabin của gia đình mình nha. Rồi, tới rồi cả nhà ơi, bây giờ thì đã tới rồi đó. Rồi bây giờ thì Hương sẽ bước xuống và review cho cả nhà mình xem khung cảnh ở trong nhà nha. Tuyết ở ngoài thì vẫn còn đông đá nha cả nhà. Rồi Hương bước vào thì đây là một cái không gian để mình ngồi, mình tháo giày này nọ kia đó cả nhà, cởi áo khoác rồi đó. Rồi bước vào trong là cái cầu thang có cái lầu ở trên, và đây là phòng khách và nhà bếp. Thì nó rất là đẹp, tất cả làm bằng gỗ, cây thông, rất là thơm cả nhà. Đây, gia đình mình đang đứng ở ngoài và chuẩn bị sẽ xách đồ vào, khiêng đồ vào để trong nhà cả nhà. Đó, thì bây giờ thì gia đình mình sẽ đem đồ vào trong ha. Thì chút xíu Hương sẽ review lại tất cả các phòng ở đây cho cả nhà. Bây giờ thì Hương sẽ phụ gia đình sắp xếp đồ đạc vào trong bên trong. Rồi bây giờ thì Hương sẽ đi review tất cả các phòng sơ sơ cho cả nhà mình cùng xem ha. Thì vì khi bước vào cái sảnh ở phía dưới này thì Hương thấy rằng là bước vào thì đây là cái toilet đầu tiên. Thì đây cả nhà mình thấy cái toilet không? Tất cả cái căn nhà này đều là bằng gỗ thông hết cả nhà. Nó rất là thơm luôn. Cái cách xây dựng vậy này cả nhà là cái sinh, cái bồn. Nên cái vòi nước nó làm giống như là ở Việt Nam mình trúc bằng tre mà nó cho nó chảy ra vậy đó cả nhà thấy nó làm vậy đó. 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 Thì ở đây nó có cái cầu thang, không biết để cầu thang để làm gì thì mình cũng không có biết luôn cả nhà. Bây giờ thì ở đây là cái gì? Đây là một cái tủ. Không có gì bên này hết. Đây là một phòng. Ok, một phòng. Đây là phòng giường như thế này. À, có cái tivi. Mà tivi này không phải tivi đời mới, mà tivi thời cổ luôn cả nhà ơi. Như cái màn hình mà nguyên cái cục luôn nữa, chứ không phải tivi màn hình thẳng. Rồi, bên đây là cái phòng này. Chà, cái phòng này chắc em với chị lần đường cái trên gửi dưới khỏi cần phải. Ủa sao không có đèn với Linh ha? Không có đèn, chưa có đèn. Bây giờ mình sẽ mở cái đèn lên nó như thế nào. Thì bây giờ mình đi lên lầu thử coi, mình review thêm một cái phòng ở trên lầu như thế nào. Mình đi lên lầu đi cả nhà. Ở trên trần.
rồi đi lên đầu chị Hằng. Rồi đi bập, mọi người đi cũng quen rồi, chị bắt cái đá này là té đó, chứ không phải giỡn đâu đó. Rồi đây là cái cầu thang cả nhà, đây là cầu thang thì mình sẽ đi lên cầu thang coi mình có cái gì ở trên này. Cái gỗ, mùi gỗ nó rất là thơm bởi vì nó làm từ cái gỗ thông đó cả nhà, cây thông đó. Cho nên là cái mùi gỗ nó rất là thơm. Và đây là một cái gác lửng. Rồi, và đây à, cái sảnh này là sảnh nhìn xuống nè cả nhà. Đây, cái gác. Và mình sẽ nhìn xuống như thế này. Đó, ở dưới là cái phòng khách. Thì đồ đạc của nhà mình mới vừa đến cho nên là còn để tùm lum tùm la luôn. Ngoài thì trên đây là cửa sổ này nhiều lắm, nhiều cửa sổ lắm. Ở trên thì có một cái quạt trần như thế này đó, mình sẽ quay cho cả nhà mình thấy một cái vòng như thế này ha. Rồi bây giờ tôi sẽ cho cả nhà mình đi coi cái phòng ở dưới là được hai phòng, nhưng mà có một phòng chưa có đèn cho nên xíu mình sẽ quay lại. Ở trên này là có một phòng nữa. Phòng này là cái giường, nó là king size, rất là lớn luôn cả nhà, mà nó rất là đẹp luôn á, rộng lắm, cái phòng rộng cực kỳ luôn, không biết có đèn không, sao nó không có đèn trần mình cũng không biết nữa. Chưa có quen căn nhà này mới đến thôi. Rồi lại căn nhà chút xíu nữa có đèn luôn sẽ quay lại. Trong đây là một cái phòng tắm, cái phòng lớn này trong đây nó có cái phòng tắm. Ở xứ lạnh mà cho nên nó dán với cái hình là cây thông đó cả nhà. À, một cái bồn tắm đây, cả nhà thấy một cái bồn tắm rất là to ha. Thì nó để xà bông này nọ kia cho mình hết. Và nó có một cái tủ, thì trong cái tủ mình thu mở ra có cái xương, có giấy vệ sinh. Rửa tay kiểu khác nữa cả nhà. Đây, cái vòi cũng giống vậy nhưng mà cái này nó bằng gỗ nha cả nhà, nó làm bằng gỗ rất là dễ thương ha. Bình thường mấy cái chỗ mà cho mướn cabin mà ở trong cái xứ lạnh, trong cái núi tuyết á thì nó tập trung là gỗ nhiều nhất luôn cả nhà, và nó xây dựng cái gỗ rất là thơm luôn cả nhà. Phương rất là thích cái mùi gỗ của nó, và cái cách nó trang trí toàn là rừng thông rồi mấy con gấu này nọ kia nhiều lắm. Thì bây giờ Hương sẽ đi ra và Hương sẽ đi xuống ha cả nhà. Đây, này là cái gác hồi nãy của Hương ha. Rồi, bây giờ thì Hương sẽ đi xuống cầu thang. Đây. Và ở bên đây là cái cửa này là cái gì Hương cũng không biết. À, closet thôi, đừng nói quần, giọt tuyết. Bên kia là có một cái thằng nhóc tì, nó ngủ một giấc đã ở trong xe và bây giờ nó xuống nó quậy. Nó là 7 chú lùn, nhưng mà nó là chú lùn út của Bạch Tuyết à. Nó là một chú lùn út của Bạch Tuyết á, nó là siêu quậy đó. Chú chú Eden, hi Eden, hi Eden. Ồ, đó thấy chưa, Hương mới vừa nói Hương bị vấp liền cả nhà ơi, chưa có quen căn nhà này. Nó đang xây, nó xây nhưng mà ở đây nó có một cái lò sưởi đó, Hương cho cả nhà mình sẽ thấy cái phần này nè. Chắc có lẽ là mình phải để một cái gì đó, không thôi là không ai biết, chưa có quen cái cách căn nhà này là coi chừng nha. Đây một cái lò sưởi à, và tất cả các phòng đi ra với một cái gạch hình vuông, nó xây bằng gạch nha cả nhà, cho nên chưa có quen mà nó đang đen vậy đó, cho nên đi lực bắp vào đó luôn. Cái này là cái phòng chị sao, cái này là dễ bị vấp với nhà sao. That's why em nghĩ mình phải để cái gì rồi đó. Nếu mình muốn ấm em thấy cái gỗ này chắc là ấm lắm á, mà cái gỗ này nó thơm ghê, gỗ thông mà thơm.
Rồi, bây giờ thì Hương review hết căn nhà này rồi. Bây giờ thì Hương sẽ coi cái nhà bếp nó có cái gì. Rồi, để coi coi nó có máy rửa chén nè. Đây là một cái máy rửa chén nè. Rồi nó có lò microwave nè. Rồi tất cả cái cabinet này của nó, để coi có cái gì trong đây. Thường thường mình đi thuê nhà, mình thuê những cái căn nhà mà sống ở trong tuyết để mình chơi vài ngày á, thì thường thường căn nhà nó rất là đầy đủ luôn, rất là đầy đủ cho mình, nó không thiếu một cái gì hết trơn luôn. Thứ nhất là dĩa thì nó có từng bộ như vậy luôn nè cả nhà. Đang Hương sẽ lấy ra dĩa rất là đẹp, nó có nguyên một bộ như vậy nè. Dĩa nè, dĩa lớn nè, dĩa nhỏ nè. Rồi mấy cái ly nè, mấy cái tô nè, ly coffee nè, đây tô nữa nè. Rồi mấy cái ly này để uống đá này nọ kia, ly uống rượu thì nằm ở trên đó. Rồi đây là lò nướng mini nè. Rồi đây là bình thủy nước nóng nè. Đây là bình thủy nước nóng nữa nè. Rồi đây là tủ lạnh. Và đây là một cái lò nướng nữa. Thì để coi lò nướng nó có bỏ nồi niêu xoong chảo. Ủa, nồi niêu xoong chảo nó để đâu ta? Hương cũng chưa có rành nữa, thì Hương phải đi tìm để coi cái gì. Đây. Mỹ thì thường thường nó ít có nấu nhiều lắm cả nhà, nó chủ yếu là bỏ vô lò microwave nhiều và lò nướng nhiều. Tức là làm bánh hay cái gì cũng lò nướng hết, cho nên thường thường mình mướn mấy cái cabin, mấy cái nhà mà ở trong tuyết như thế này, thường thường nó có mấy cái tray bằng thủy tinh như vậy để mình bỏ vô lò nướng luôn cả nhà. Rồi để Hương coi ở phía dưới này, nồi niêu xoong chảo của nó nè cả nhà, đó nó cũng đầy đủ vậy luôn. Nó cũng có mấy cái chảo để bỏ vô lò nướng nướng được nè. Rồi trên đây là gì? Đây muỗng, nĩa, dao, nó có đầy đủ hết cho mình. Bên đây đầy đủ hết cho mình luôn, y như ở nhà mình ở vậy thôi. Và khi mình xài cái gì thì những cái người trước họ xài á, mà họ còn dư cái gì thì họ sẽ để lại cho mình, thì mình cũng vậy luôn. Khi mà mình đi về mình trả phòng á, trời có bộ bài nữa, trời có bộ bài chơi đến bài nữa cả nhà, quá trời bài luôn nè ha, để chơi ban đêm. Rồi ở đây là cái thùng này biết đựng cái gì, mà không có cái thùng nước đá luôn, mình chặn lại rồi. Nhưng mà bên trong thì cũng nồi lò nồi niêu xoong chảo luôn. Rồi bên đây là cái gì luôn cả nhà, bên đây không có cái gì hết. Bên đây là cái gì, cái này thì không có mở được. Còn cái tủ mà đựng mắm muối thì mở ra. Mắm muối thì phải coi coi có không. Ồ, có nè, nó có đầy đủ cho mình nè. Cái này là sugar nè. Mà sugar này là sugar không biết là rau sugar hay sugar gì đây trời. Mà Hương thì đang cần rau sugar, sugar nâu, đường nâu á, nhưng mà Hương không biết nó có không, để Hương kiểm tra để coi, là Hương quên đem theo cái đó. Nó có mấy cái này là mấy cái bánh, mấy cái bột để làm bánh ha. Mấy cái cup để mà mình đo lường làm bánh ha. Rồi coffee ha. Rồi pancake nữa, có cái bịch hộp làm pancake nữa. Rồi mấy cái này nữa nè con. Đó, rồi xong. Tất cả nhà bếp hoạt động. Tất cả nhà bếp ơi, phải vào chuyên môn nha. Vào chuyên môn nha cả nhà bếp. Tài xế, bác tài và tất cả mọi người đã đói bụng hết rồi. Rồi. Bây giờ thì Hương sẽ bắt tay vào bếp, vì tất cả mọi người cũng đã đói hết rồi. Một quãng đường dài để mà lên cái núi tuyết này, cho nên là Hương sẽ cùng với lại cả gia đình làm một buổi ăn tối. Thì nói chung lại là hai chị em đang lây hoay. Cả nhà biết mình đang lây hoay làm cái gì không? Tại vì cái lò này nó quá gọi là cái nhà này nó xây chắc cũng lâu rồi, cho nên nó sử dụng cái lò mà lò nướng đó cả nhà. Cái cách mà mở lò nướng nó cũ kỹ lắm, nói chung lại là không có biết sử dụng luôn á, tại vì nó có nhiều cái để mà mình cái nút vặn lắm, nó rất là ngộ. Nhưng mà
nhìn một hồi nữa thì cũng cũng xài được, nhưng mà bây giờ thì nó hơi hơi lộng cộng một chút xíu, là bởi vì mình không biết là mình bật cái gì, mình nướng như thế nào và cái lửa nó như thế nào, cho nên là hai chị em đang lây hoay. Nhưng cuối cùng thì hai chị em cũng tìm được cái cách mở cái lò này và nướng thịt bò đó cả nhà. Ok, thì bây giờ thì đã được rồi. Thì bây giờ thôi, Hương mời cả nhà cùng vào bếp với Hương nha, và làm một buổi ăn tối tại cái cabin này. Mời cả nhà nha. Family dinner. Chờ chút xíu nha, khoảng 5 phút nha. Ăn trước nha. Bữa giờ. Không, con thèm, con ăn chút xíu. Con ăn chút xíu đi. Rồi hả? Ăn chút xíu đi con, đừng ăn nhiều quá. Rồi cả nhà ơi, bây giờ thì Hương cũng ăn gần xong rồi. Hương vào bếp xin tạm dừng cái video tại đây nha. Và hẹn gặp lại cả nhà một video kế tiếp vào ngày thứ 3 ở tại cái cabin ở trên núi tuyết này như thế nào ha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và hẹn gặp lại. Thank you, bye bye.